tiền thân là trường trung cấp nghề tư thuộc tiên phong được thành lập năm 2010 và được đổi tên thành trường trung cấp công nghệ bách khoa, BKS năm 2020. Nhà trường là một trong những trung tâm đào tạo hệ trung cấp uy tín trên hệ thống đào tạo toàn quốc, BKS nhận đào tạo 3 cấp bậc trung cấp, cao đẳng, đại học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở mỗi cấp bậc, đều có một chương trình đào tạo áp dụng riêng. Trường trung cấp công nghệ bách khoa có 23 ngành nghề đào tạo ở các khối ngành khác nhau, trong đó có một số ngành trọng điểm như chăn nuôi, thú y, dược thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, kinh doanh xăng dầu và khí đốt, bảo hộ lao động và môi trường, tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sắc đẹp, kỹ thuật chế biến món ăn, pháp luật. Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa được quản lý và điều hành bởi hệ thống giáo dục Cati Edu Group là cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hình thức tư thục, trường tuyển sinh hệ trung cấp theo hình thức xét tuyển đầu vào. Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa có thời gian đào tạo là 2 năm. Học viên đã tốt nghiệp một văn bằng trung gấp, cao đẳng, đại học và sau đại học học hệ văn bằng hai với thời gian đào tạo tối thiểu từ 12 đến 15 tháng.